Mọi người ơi, mọi người ơi, chính phủ bắt đầu thử nghiệm của máy dịch chiến kìa. Mau tới đó xem đi. Tiến sĩ, mọi thứ sẵn sàng chưa? Ông mau bắt đầu đi. Được rồi, mọi thứ đã ổn. Tôi sẽ nhanh chóng khởi động con máy này. Thành công rồi. Đây không lẽ là cánh cổng dịch chuyển? Vậy là loài người của chúng ta sẽ được bước vào một trang mới, có thể dịch chuyển bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn. Hay quá. Vậy là chúng ta có thể quay về quá khứ, đến tương lai, hoặc là đi bất cứ không gian nào trong vũ trụ. Ủa, thứ gì xuất hiện đằng sau cánh cổng vậy? Chết tiệt, là một con búp bê à? Mọi người hãy cẩn thận, tránh xa nó ra. Mơ người ta, có quái vật, mau chạy đi. Cô kia, tất cả lực lượng an ninh dùng súng bắn cho nó nổ bánh sáng đi. Cẩn thận tiến sĩ, ông bảo chạy trước đi. Chết tiệt, cao. Nhanh lên, mình phải đến được thế giới của loài người. Họ đã phát minh ra cô máy có thể dịch chuyển đến bất kỳ đâu. Mình sẽ xin họ cho mình quay về quá khứ, trở lại làm người. Lúc đó mình sẽ gặp gia đình của mình, gặp lại vợ con của mình, rồi mình sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc, vui vẻ. Đúng lại tên tài tần Radio Man kia. Hả? Là hai người, tài tần G-Man và tài tần Hira nhiều đâu. Khổ kiếp, sao hai người lại ở đây? Hai người chặn đường ta làm gì chứ? Người không biết, ta rất thích ăn thịt những kẻ nào mà ta nhìn thấy à. Và tên G-Man kia đã đồng ý liên minh với ta, với tất cả những tài tần Skibidi, rồi cho ta ăn thịt hết. Hai tên khốn kiếp này, mau tránh ra. Ta không có thời gian rảnh ở đây gây chuyện với các ngươi đâu. Ta còn phải đến thế giới loài người, đi qua cánh cổng dịch chuyển để quay về quá khứ, gặp vợ con của ta. Rồi ta sẽ biến thành con người, sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Ồ, thế à? Nhưng thật đáng tiếc, ta sẽ không để cho kẻ nào có thể thoát khỏi tay bọn ta. Nào, tài tần Hira nhiều đâu, tiến lên giết chết hắn đi. Giết chết những kẻ dám coi thường ta. Mẹ kia, tài tần G-Man, Người thực chất là từ cái lũ quái vật bồn cầu kia tiến hóa thành, nên chẳng có gì tốt đẹp. Cái thứ như người chết ngàn lần cũng không hề hối tiếc. Còn ngươi nữa, tên quái vật nhiều đầu kia, ngươi thật kinh tởm. Ngay cả thịt của đồng loại ngươi còn xé xác ăn được. Hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo, tiêu diệt cả hai ngươi. Một mình ngươi mà đòi giết hai bọn ta à? Tài tần G-Man, cho hắn xuống địa ngục đi, ta đói bụng lắm rồi. Chết đi, tên tài tần Radio Man chết tiệt. Hả? Nằm im nào, đến lúc ta sẽ nuốt lấy cơ thể của ngươi rồi. Khoan đã, tài tần Hira nhiều đâu. Hả? Gì vậy? Hình như có kẻ nào đang tới thì phải. Chết tiệt, không lẽ là đồng bọn của tên tài tần Radio Man này? Vì sao một chút đông quá vậy? Hả? Không phải, mà là những con búp bê kỳ quái to lớn khổng lồ. Rút cuộc bọn chúng là ai? Mẹ kiếp, bọn chúng đến từ hướng của thế giới loài người. Chết tiệt, một khốn kiếp này dường như bọn chúng không sợ chúng ta. Được rồi, vậy thì tôi sẽ lao lên đó và ăn thịt hết bọn chúng. Gai! Hả? Cẩn thận! Thì thấy cậu cứ cắm đầu chạy về thế giới của loài người. Bọn
thì tôi có cảm giác bất an. Tôi thấy có chuyện không lành xảy ra, liền nhanh chóng đuổi theo cậu. Nhưng thật không ngờ đã quá trễ. Rốt cuộc kẻ nào đã ra tay độc ác với cậu vậy? Là hai tên Titan G-Man và Titan Ira nhiều đồng. Nhưng bọn chúng đã bị lũ búp bê kỳ quái đến từ thế giới loài người giết chết rồi. Cậu mau đi khỏi đây đi, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cậu nói cái gì chứ? Xuất hiện lũ búp bê kỳ quái à? Tiếng gì vậy? Là lũ búp bê đó. Chạy đi. Khốn kiếp. Ta sẽ giải quyết bọn chúng. Đem cậu về. Cậu cứ yên tâm. Lại. Mẹ kiếp. Lũ quái vật kỳ dị này. Chúng mày định tấn công để ăn thịt đồng đội tao à? Không dễ dàng như vậy đâu. Úp ngay tay tình camera mê tao. Không phải là lũ yếu đuối giống như bọn tay tình Hira và tên Kimen kia đâu. Tao sẽ giết chết chúng mày. Chết đi, đúng không? Thành công rồi. Cậu thật là mạnh đó. Upright TV Woman. Đúng rồi, thế giới loài người có mấy dịch chuyển. Làm ơn, hãy tới đó, hãy quay về quá khứ, đem vợ con của tôi tới đây. Tôi muốn gặp mặt họ lần cuối. Làm ơn. Thôi được rồi, cậu cứ ở đó đi. Chết tiệt, thế giới loài người đã bị tiêu diệt sạch sẽ bởi lũ búp bê quái dị này. Bây giờ bọn chúng xuất hiện quá trời quá đất, thống trị cả thành phố nhân loại rồi. Khốn kiếp. Này kiếp, chúng mày cầm cự cái gì? Chúng mày mau tới đây hết đi. Tao sẽ biến chúng mày tan thành mây khói. Đồ khốn kiếp này, thật không tâm tư. Bọn chúng đau quá. Cậu bay rồi, nếu một mình sẽ chắc chắn sẽ bị bọn chúng gặm nhấm cho tới chết. Chết tiệt, vậy thì mình phải tăng 200% công sức lên mới được. Thì ra lũ hức y quốc kia đã chạy qua nơi này, làm ta tìm bọn chúng để ăn thịt không có. Chánh xác ta ra. Đồ khốn kiếm búp bê đáng ghét này. Chết hết đi. Thứ gì xuất hiện ở đằng kia vậy? Mẹ kiếp, là một con búp bê trong cấp khí hơn nữa à? Ngon quá. Lũ hất kỳ quốc kỳ, ta sẽ ăn hết các ngươi. Hả? Thứ chết tiệt kia đang giành lũ hất kỳ quốc kỳ của ta. Mẹ kiếp, ngươi là thứ quái vật gì đó? Ngươi không lẽ cũng đến từ cái cánh cổng dịch chuyển này? Mà quýt khỏi thế giới của ta. Thứ khổ kiếp, ngươi dám giành thức ăn, dám giành những con búp bê hất kỳ của ta, ta sẽ xé xác ngươi. Chuẩn bị vào bụng của ta đi. Không. Mau dừng lại. Tịch ác quỷ búp bê kêu ly kia. Không được đụng tới loài Skibi đi tái tình chúng ta. Mẹ kịp. Gì nữa đây? Người là ai? Chết đi. Thì quái vật búp bê kinh gì? Ta chính là búp bê tái tình TV Man. Không thể nào. Sao người lại còn sống nè? Chuyện dài dòng lắm, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau. Nào, mau theo ta qua cánh cổng dịch chuyển, có chuyện quan trọng đang chờ đợi chúng ta.